Ngày xưa ở Ai Cập cổ đại có một vị thần, người ta gọi ông ấy pháp danh là Thần Phong. Thần Phong dạy người dân cách trồng trọt chiến đấu. Một ngày nọ, Thần Phong rời đi và để lại một quyển sổ với lời nhắn: "Hễ cứ khó khăn thì hãy tìm đến với." Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock API. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những sai lầm trong chế độ chơi Osiris. Liệu rằng đây có phải những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của các bạn trong những trận chiến hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Đây là sai lầm cơ bản và sơ đẳng nhất, nhưng mà lại có khá nhiều liên minh mắc phải. Hay gặp nhất chắc là những liên minh phụ với số người chơi từ liên minh chính chuyển qua. Thiếu thành viên do lỗi offline hay bận việc đột xuất thì mình không nói. Tuy nhiên thì những trường hợp online mà vẫn không thể tham gia được, ví dụ như này cho bạn dễ hiểu. Bạn ở liên minh chính là liên minh A, đánh Osiris ở liên minh phụ là liên minh B. Hai liên minh A và B này đánh Osiris ở hai khung giờ sát nhau. Ví dụ liên minh A đánh 9 giờ, liên minh B đánh lúc 10 giờ. Bạn biết vậy và dừng dưng nghĩ là: "Ui giời, 9 giờ kém mình thoát liên minh A ra xong rồi để vào liên minh B là đẹp." Cố chạy cố ở lại hít biết đâu ấy có dương vàng. Có thể bạn đã biết hoặc là chưa biết, trong lúc tham gia Osiris thì các thành viên không thể ra hoặc là vào liên minh đang đánh Osiris. Có nghĩa là nếu liên minh A 9 giờ đánh thì 10 giờ 1 phút bạn mới có thể thoát được cái liên minh A đấy ra. Mà lúc đấy thì liên minh B đã vào trận rồi, đồng nghĩa với việc bạn không thể vào liên minh B đánh Osiris nữa. Anh em chú ý nhá. Điều này diễn ra với những liên minh có số lượng người chơi lớn. Những slot tele đầu tiên thì cực kỳ quan trọng và 100% phải dành cho các key. Sau đó thì mới là những người chơi có chỉ huy và sức mạnh cao, rồi giảm dần từ trên xuống. Nói chung là cũng tùy nhiệm vụ của mọi người nữa. Hãy tưởng tượng xem, anh em bay lên không theo thứ tự, key chậm khoảng 2 giây và boom, key không thể dịch chuyển đến Obelix. Và ta sẽ có những cuộc rally từ căn cứ đến công trình của kẻ địch. Nghe thôi đã thấy bất ổn rồi đúng không anh em? Hoặc là nghiêm trọng hơn một chút, đó là thay vì một người chơi có sức mạnh 90 triệu với rất nhiều lính có kỳ thủ chẳng hạn không lên được, ta lại có một người chơi với khoảng 55 triệu sức mạnh, lượng lính ít ỏi, tướng tá các kiểu cũng kém nữa. Vậy chẳng phải là một sự chấp người dành cho đối thủ hay sao? Cho nên là sắp xếp các vị trí dịch chuyển là cực kỳ quan trọng anh em nha. Chiếm được mỗi Obelix tương ứng với 8 vị trí dịch chuyển ở đầu trận. Và 8 người này phải thực sự là rất quan trọng anh em ạ. Chúng ta cần sắp xếp các kỳ dịch chuyển gần nhất với các công trình mà họ chịu trách nhiệm. Kỳ thủ đền chiến tranh thì cần dịch chuyển đến gần đền thờ chiến tranh nhất để có gì mà reset quân cho nhanh. Kỳ rally đền thờ sa mạc của địch thì cũng phải gần đền thờ sa mạc của địch nhất để di chuyển cho nhanh. Nói chung là mọi lợi thế nhỏ nhất thì tích lại sẽ đem lại một kết quả tốt hơn anh em ạ. Osiris là một trận chiến hơn thua nhau về việc bên nào có nhiều điểm số hơn, mà điểm số này đến từ hai công việc. Một đó là chiếm đóng công trình, hai là lấy dương. Phần lớn số điểm có được sẽ đến từ việc chiếm đóng và bảo vệ công trình. Điều này có nghĩa là tất cả mọi việc chiến đấu, rally, phòng thủ đều sẽ đến từ mục đích chiếm giữ công trình. Những trận chiến open field theo kiểu tiêu hao sinh lực của địch gần như là không có ý nghĩa. Đúng là nó có thể giảm phần nào lượng lính để tấn công công trình của bạn, nhưng việc tụ lại, chiến đấu ở cùng một vị trí sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn nhờ quả bôn. Quan trọng hơn cả là hãy tập trung và nhồi công trình hoặc là rally. Mình thấy rất nhiều những trận chiến, công trình thì kệ nó, máu đỏ đến nơi rồi vẫn kệ, cầm 5 đạo đi swarm rally trước cho sướng tay đã. Thay vào đó, hãy thay phiên nhau nhồi công trình. Đạo nào sắp hẻo thì nhồi đạo khác vào. Mục tiêu tối thượng vẫn là bảo vệ công trình trước sự tấn công của kẻ địch. Điều này diễn ra rất nhiều ở các trận chiến Osiris có số lượng người chơi ít, thường là những liên minh phụ, chơi một nhóm khoảng 10 đến 15 người. Lúc này để đánh sướng tay thì đa số anh em thay vì bảo vệ công trình thì thường sau khi chiếm được những công trình ở gần nhà thì sẽ bỏ trống luôn, dồn hết lực để lấy công trình của kẻ địch. Và thế là chỉ cần địch cho một đạo quân đi móc mỏ cái là thôi, mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra. Bạn sẽ cần mấy phút để lấy lại công trình, cho nên là ở mọi trường hợp hãy cắt cử tối thiểu một người cho một đạo quân mạnh nhất vào công trình. Nếu mà là kỳ thủ thì lại quá tốt luôn, còn không thì hãy lựa chọn một đạo quân có sức mạnh ổn áp nằm ở đó. Dĩ nhiên đây là mình đang nói đến việc mà số lượng người chơi ít. Những team nào có số lượng người chơi nhiều thì ưu tiên nhồi full công trình. Hãy dùng những đạo quân có sự kết hợp của một chỉ huy có nhánh tài năng linh động như ở Bailey cao cao làm chỉ huy chính, kết hợp với một chỉ huy có khả năng tăng quân như là CPO tím, Osman hay là Mèm Mèm. Mục tiêu là số lượng người ít nhất trong công trình nhưng mà lại nhồi được số quân đông nhất có thể. Hãy nhớ là phòng thủ là điểm tựa của chiến thắng. Bạn không thể thắng được nếu mà cứ liên tục bị kẻ thù đánh chiếm công trình em ạ. Mục tiêu mà mình muốn đề cập ở đây không phải là công trình mà là những đạo quân cầm dương. Dương thần Osiris mang lại số điểm về cơ bản là khá lớn, 3.000 điểm ở dương đầu và tăng thêm 500 ở mỗi dương sau đó. Trận bôn chiến ở khu vực mid rất quan trọng. Trong các trận chiến Osiris bình dân ấy thì bôn chiến ở khu vực trung tâm của bản đồ là những trận chiến lớn nhất, đặc biệt là những dương sau cùng, càng về dương sau thì càng khốc liệt. Tuy vậy thì hãy ghi nhớ là luôn tấn công những đạo quân nhặt dương, dương ở đâu thì dí sát ở đấy.
chứ mình thấy nhiều trận anh em chỉ lo đánh bôn ở bên trên, trong khi đạo quân Nhật Dương của địch đã lò dò đi bộ xuống phía dưới mà chẳng ai quan tâm cả, chỉ lo húp sao cho được nhiều điểm nhất, mà mỗi tội là điểm cá nhân. Những đạo quân Nhật Dương bị giảm tốc và nhận thêm sát thương dễ hẻo thì lại không động vào, do đó là anh em cần chú ý tập trung tấn công vào những đạo quân này trước anh em nhé. Bộ kỹ năng cực kỳ quan trọng với tất cả các đội chơi, hai đội có lực lượng ngang nhau, sức mạnh cân bằng thì việc sử dụng kỹ năng hiệu quả hơn ở 1 đến 2 thời điểm sẽ mang lại một lợi thế vô cùng khác biệt. Những kỹ năng được sử dụng ở trong đa phần các trận chiến đó là chống trận này, thần sách, tải bước nhanh, vân vân. Những kỹ năng khác thường được lựa chọn tùy vào chiến thuật đánh của từng team. Bên nào dựa vào nhiều kỳ thủ, các thành viên open field có tướng tá không quá mạnh thì dùng thêm kỹ năng bảo vệ công trình kiểu như là anh dũng đứng vững chẳng hạn. Còn nếu muốn dồn đánh mid nhiều thì sẽ chuyên là những kỹ năng open field hoặc là lừa lừa như kiểu chiến thuật lén lút. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải phân rõ xem là ai là người đưa ra quyết định dùng kỹ năng. Thời gian hồi thanh năng lượng của hai thanh skill của hai đội là như nhau, dùng sai thời điểm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. Đặc biệt là vài thanh niên R4 tay nhanh hơn não là thôi xong. Đang cần xài cú đẩy mạnh để tăng tốc rally và giảm thời gian chiếu nóng công trình thì lỡ bấm vào xài bước nhanh coi như là thôi. Kỳ rally, kỳ đồn trú luôn là xương sống của mọi trận chiến. Ở các cuộc chiến bảo vệ và chiếu nóng công trình như Osiris thì nó lại cực kỳ quan trọng. Kỳ ở chế độ chơi này có thể coi là điểm tựa vững chắc của cả liên minh. Phiêu có thể không đông hoặc là tương tá yếu, nhưng mà chỉ cần kỳ mạnh thì bạn sẽ có lợi thế rất lớn rồi. Đó là lý do là một số video mình khuyên những người chơi ở KVK1 hãy cứ nhồi theo bot. Bot ở đâu, kỳ ở đâu thì cứ việc nhồi lính vào đấy thôi. Ở buồn phiêu 1 hay 2 đạo mạnh nhất cũng quá là ok rồi. Ngon nhất là bạn sẽ ở trong một liên minh bình thường thôi, nhưng mà lại có nhiều kỳ, kiểu như 10 đến 15 người chơi nhưng có khoảng độ 6 đến 8 kỳ cứng chẳng hạn. Kiểu địch rally đâu cũng thấy Hera, Eleanor, Gogo thì đúng là khóc thét luôn. Kỳ chính là cha là mẹ ở trong chế độ chơi này. Nhiều kỳ tốt thì là nhiều lợi thế vô cùng. Và dĩ nhiên là ngược lại, thật là sai lầm nếu bạn tổ chức một đội chơi Osiris, mặc dù vui nhưng mà chả có lấy một kỳ đồn trú kỳ rally nào tử tế, dễ thua lắm anh em ạ. Game chiến thuật mà không có chiến thuật thì nghe sai sai rồi đúng không anh em? Chiến thuật thì vô vàn lắm, từ chọn người chơi, sắp xếp người, ai đánh vị trí nào ở thời điểm nào, ai dịch chuyển ở vị trí nào vào thời điểm nào, ai bảo vệ cái gì, nhồi vào đâu, open field bao nhiêu đạo. Đối với những liên minh thuộc dạng ít người hay đánh vui vui thì đơn giản sẽ là chia người thành hai team, ai rally, ai đồn trú là xong, còn đâu thì tự thân ai đến lo, điều chỉnh sau. Phức tạp hơn đôi chút thì kể thêm vị trí tấn công, phòng thủ của từng người chơi. Còn đỉnh cao nữa thì chắc phải kể đến những trận chiến OL, chia người theo nhóm nhỏ, chiến thuật A, dự phòng BCD, tập luyện với nhau đủ kiểu để thực hành và nhớ, từ đó làm việc nhuần nhuyễn chiến thuật với nhau. Chưa kể là vào trận còn phải tùy cơ ứng biến cho các trường hợp khác nhau nữa. Nói chung là dễ thì cũng dễ mà khó thì cũng rất khó. Tuy nhiên hãy chi tiết nhất có thể, tối thiểu là phải chia team, chia các key ra để anh em còn biết đường mà đánh. Liên quan về chiến thuật cơ bản, anh em hãy xem lại series Osiris của chúng mình nha. Và đó là những sai lầm mà mình nghĩ nhiều liên minh hay mắc phải, đặc biệt là những người chơi mới hoặc là những liên minh phụ. Anh em đã gặp sai lầm nào trong quá trình chiến đấu ở chế độ chơi này hay chưa? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều content hay ho hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.